rơi mãi trên đường phố vắng đêm khuya. Mưa vẫn rơi mãi cho lòng thương nhớ khôn nguôi. Thôi nhé em ơi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong lần cuối. Ai có ai biết cho lòng người trốn xa xôi. Năm tháng dài dứt cho cuộc tình sớm chia phôi. Sương cứ sao nỡ chôn vùi dĩ vãng đời người. Tình yêu đến trong xa từ. Em ơi xin hãy quên hết cay đắng tình đời. Em ơi xin hãy quên hết say đắm tình người. Em ơi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. Hãy quên đi, hãy quên đi. Theo những năm tháng cuộc tình cũng sẽ phai đi. Chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé em ơi, xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ. Mưa vẫn rơi mãi trên đường phố vắng đêm khuya. Mưa vẫn rơi mãi cho lòng thương nhớ hôn nguôi. Thôi nhé em ơi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong lần cuối. Ai có ai biết cho lòng người trốn xa xôi. Năm tháng dài dứt cho cuộc tình sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ chôn vùi dĩ vãng đời mình. Tình yêu đến trong dạ từ. Em ơi xin hãy quên hết cay đắng tình đời. Em ơi xin hãy quên hết say đắm tình người. Em ơi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. Hãy quên đi, hãy quên đi. Phải đi chôn ký thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé em ơi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ. Em ơi xin hãy quên hết cay đắng tình đời. Em ơi xin hãy quên hết say đắm tình người. Em ơi xin hãy quên hết giây phút. Cuộc tình cũng sẽ phai đi. Chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé em ơi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ. Thôi nhé em ơi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ. Đồng chí Nhôm Gan. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Audio. Và vừa rồi thì các bác đã được nghe thử cái chất âm ly bóng đèn ở trên cái chiếc âm ly của cái hãng Lachman. Và có cái mã model là Lachman SQ38 Signature hay là SQ38S các bác nhá. Trung âm rất là ngọt ngào, kèm cái dải cao rất là sạch, rất là tĩnh đúng không ạ? Với SQ38S thì hôm nay với một cái mức giá chắc chắn các bác sẽ nghe xong thì đều ngã ngửa các bác ạ. Đấy, chỉ có 48 triệu thôi các bác nhá. Và tại sao thì SQ38 lần này thì lại có một mức giá nó dễ chịu, tại sao lại rẻ đến như vậy? Bình thường là SQ38S thì sẽ có một cái mức giá gần 60 triệu cơ đúng không ạ? Thì hôm nay thì em lại chia sẻ đến các bác về một cái câu chuyện cũng như là cái tiểu sử của em này các bác nhá. Đấy. Thì em này thì mua hàng ở bên shop bên kia thì bên một cá nhân của một cái bác bên người Nhật, không khác gì là bị lừa các bác nhá.
Em thì với một cái trình độ tiếng Nhật là 2 thì đương nhiên rằng là các cái chuyện như là đặt hàng hay là mua hàng online, kể cả là cái chuyện làm việc với lại các shop bên Nhật thì cũng là một cái chuyện hết sức bình thường thôi. Người Nhật thì họ có làm ăn thật sự là minh bạch hay không và có thật sự là tốt như cái lời đồn của các bác hay không, thì cái câu trả lời của em là người Nhật nó cũng giống như người Việt Nam thôi các bạn. Đấy, họ cũng ăn cơm sinh hoạt như cái người Việt Nam mình, vì vậy mà chắc chắn rằng là nó cũng sẽ có những cái người tốt và cũng bên cạnh đấy thì cũng sẽ có những cái người xấu các bác nhá. Riêng cái trường hợp này thì gặp đúng cái người xấu rồi các bạn. Đấy, mua hàng online thì không hề có cái chuyện minh bạch cũng như là cái chuyện thật thà ở đây cả. Đấy, với một cái sản phẩm trước mắt các bác đây thì họ có ghi rằng là có xước. Ừ, công nhận là chỗ đây ở đây cái trên cái nút cái núm chọn sục vào này thì có xước, ok mình chấp nhận là có xước thì rồi ok cái đấy không sao cả đúng không ạ. Nhưng khi về đến Việt Nam thì bắt đầu mình mới phát hiện ra là cái chiết áp về cái tăng giảm tép này đấy thì họ đã bị họ thay rồi đấy các bác ơi. Hai lúm bên này thì họ chắc là cái này nó hơi lỏng lẻo một chút xíu đấy thì đã bị thay đấy. Thì em cũng có nhắn lại với bên kia rằng là thế tại sao ông lại thay cái chiếc áp này rồi thì ông không có nói với tôi đấy, thì ông có phải là người Nhật hay không, tôi nghi ngờ ông không phải là người Nhật tại vì người Nhật thì họ sẽ không làm như thế này đấy. Thì họ cũng chỉ trả lời mình rằng là tao cũng không biết, tôi cũng không biết đấy, tôi cũng không biết là bị thay đấy. Thì một cái câu trả lời quá quá thiếu trách nhiệm đúng không ạ, không thể thuyết phục được cái câu trả lời này đấy, thì không 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 thể chấp nhận được luôn đấy ạ. Mặc dù là nó không có ảnh hưởng gì đến chất âm đâu đúng không ạ, nhưng mà mình cái cảm giác mình đi mua hàng cũng cảm giác thấy rất là ức chế đúng không ạ. Nếu như mà làm việc với tổ chức hay là làm việc với shop thì họ cực kỳ là đàng hoàng đấy, có sao họ nói vậy. Vì vậy mà em cực kỳ là thích làm việc với lại các shop ở bên Nhật, giá cao hơn một tí không sao cả, miễn là ông có bảo hành, ông làm ăn chuẩn chỉ với tôi đấy. Thì em chia sẻ cái câu chuyện này thì đây thì cũng là một cái bài học của em, và thậm chí là nó cũng đối với cả các bác đấy ạ. Đấy, mua hàng tại shop thì các bác có thể là nhận lại được cái sự đảm bảo, cái sự uy tín, đắt lên thêm một tí không sao cả đúng không ạ. Tránh làm việc với lại cá nhân thì có hỏng hóc hay là bị thay thế rồi thì mình cũng không thể bắt đền được người ta, tại vì là hàng người ta thanh lý, người ta không dùng nữa đúng không ạ. Đấy, rất là khó. Thì các bác cũng vẫn hay bảo là ôi buôn audio này lãi lắm mới lãi vừa đúng không ạ. Đấy, như thế này thì coi như là làm mấy con không công cốc rồi, không công rồi đấy. Đấy, nếu như mà vào cái vấn đề này vào shop mà họ không tử tế đấy thì họ sẽ bỏ ra mấy trăm đó nhá, đi thay lại cái này đi thì các bác cũng không thể biết được đấy, mấy trăm thôi. Thì nhưng mà bên cái shop thanh audio thì luôn luôn làm việc một cách rất là minh bạch đúng không ạ. Đấy, có sao thì nói vậy, vì vậy mà em chấp nhận em bán nõ cái sản phẩm này đi đấy, rẻ hơn được tầm gần 10 triệu các nhá, chỉ còn có 48 triệu thôi, vẫn ưu tiên với các bác đã đăng ký theo dõi kênh trước. Đấy, rồi thì em mới đăng bán lên ở trên các cái nền tảng mạng xã hội khác đấy. Thì nếu xét qua về hình thức của em này thì cũng hơi xước một chút xíu ở trên cái lúm này các bác nhá, và đây có một vết chấm ở đây nữa các bạn, trên này một vết chấm bé nhỏ 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 xíu thôi, không đáng kể đâu các bác nhá. Riêng cái chuyện là cái đèn này nhấp nháy thì quay lên trên điện thoại này thì chắc chắn rằng nó không thể nào là nó không nhấp nháy được, như ngoài đời thì cái đèn này nó không nhấp nháy các bác nhá. Đấy, và sau đây thì em sẽ mở cái chùm ra để giới thiệu cho các bác kỹ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Em đã tháo sẵn 4 con ốc vào rồi. Đây, em để gọn xong bên. Cái này thì hình thức thì còn cực kỳ là đẹp các bác nhá. Luckman SQ38S thì sử dụng là tổng sử dụng 4 bóng L34 cho các bác cái một cái suất âm là 30W với chỉ kháng là 6 ohm cho một kênh, và 4 bóng rè 12 AU7 và 2 bóng 12 BH7. Em này thì có cái kích thước chiều ngang là 43, cao ở đây là 20.9 và chiều sâu là 38.7 các bác nhá. Trọng lượng của em này là 22 cân, và sau đây thì em sẽ được xin các bác là quay qua về hình thức để gửi đến các bác của em này các bác nhá. Đấy, em có quay luôn để giới thiệu cho các bác về cái chỗ nào nó bị xước luôn các bác nhá. Đấy. Ui giời. Đau thế. Đấy, đây, bắt nét rồi, xước, có xước đúng không ạ? Đây, một chút xíu ở dưới đây nữa các bác nhá. Và trên này một chút xíu nữa. Đấy. Và ở bên trên này thì cái góc cái phần tăng phô này thì nó cũng hơi bị trong sơn ra một tí. Còn đâu ngoài ra thì hết rồi các bác nhá.
bóng bánh đây các bạn ạ. Đấy. Phía sau này thì các cái cầu giáp này thì cũng còn khá là mới các bạn. Đấy. Nhìn chung thì cũng còn cực kỳ là đẹp, nhưng mà mình chỉ hơi ức chế là cái vấn đề là bên kia họ làm ăn nó không minh bạch đấy ạ. Mình hơi ức chế đấy. Và các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo cũng như là fanpage em để trong phần mô tả các bác nhá. Cái này thì về hàng thì chỉ có mỗi cái dây thôi các bác nhá. Dây đấy. 48 triệu em sẽ ưu tiên làm việc với lại các bác đã đăng ký theo dõi kênh trước, và sau đó thì em sẽ đăng lên các cái màn nền tảng mạng xã hội sau. Đấy. Và em cũng xin được dừng cái video lại tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.